Có thể gọi lại kiểu khác được không? Được. Ừ. Tuấn. Thôi bỏ luôn đi nha. Hai chú đến đây tìm mẹ con chi vậy? Ủa bộ phải có chuyện mới tìm được hả? Giờ rảnh tới kiếm chơi được không? Mẹ con còn đi bán nữa chứ đâu có rảnh như hai chú đâu. Nhảy xuống. Cho tôi mượn cái ghe này. Ủa mấy người la vậy? Chạy! Nhanh lên! Bà Trang bị bắt cóc thiệt! Bắt cóc! Chạy đi! Chạy đi! Chạy hay là chết! Chạy đi! Cho mẹ ngày tàn nắng, cho mẹ anh trăng chiều ngồi lẫn vai bóng đêm, em mong mẹ về. Anh muốn về Phan Rang vì điều gì? Vì ba tôi. Nếu như đợt này không về được, tôi sợ không còn cơ hội gặp mặt ông. Bây giờ mau chóng liên lạc với người chịu hướng tận gấp, bởi vì tình trạng của ông ấy không chịu được lâu nữa đâu. Nè, cầm, đưa cho công an. Nhớ chưa, công an. Mẹ mua kìa. Rồi. Mẹ mua. Con nít ai đi bá đường này? Đừng nói tao mày sợ nghe. Ừ. Sao bà nội mày sợ? Cái gì vậy? Gì vậy? Trời ơi, đàn ông quá. Trời ơi, giang hồ mỗi lần giận ngắt.